Rồi chào mọi người ha, chào mọi người đến với kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách setting từ của cái máy photo copy Sharp AR6031NV ha. Thì đối với máy này á, đầu tiên mọi người mở hộp từ ra ha. Rồi đổ từ vô xong rồi mọi người bỏ vô cái máy ha. Thì bước đó mình làm xong rồi, giờ mình chỉ hướng dẫn mọi người setting từ thôi ha. Thì mọi người đừng có bỏ hộp mực vô nha. Đó. Đầu tiên á, mọi người đừng có bỏ hộp mực vô đó. Để mà sao mọi người quên á, chứ thì cái này mọi người bỏ hộp từ vô ha, rồi gắn nhắc vô xong xong rồi cái mọi người vô cái phần được có thể mọi người bấm 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 thang nè, thang interrupt c interrupt thang interrupt c interrupt thang interrupt interrupt rồi mọi người chạy bấm vô 25 ha, 25 1 5 star vô 2 bấm số 2 bấm star bấm star cái nữa rồi mọi người chờ khoảng 3 phút ha, thì máy sẽ ra thông số.
Rồi cái máy này nó sẽ là 127 nha mọi người. Rồi thì video hướng dẫn cái cách xếp từ của mình tới đây là hết. Hẹn một gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.